thăng trầm. Đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình giấc. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Oh, oh, oh. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì, bao giờ hay hứa trọn đời yêu anh. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình ra. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Oh, oh, oh. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay quan tâm điều gì, bao giờ hay hứa trọn đời yêu anh nhé. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu anh. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. I'll be waiting till I hear you say I do.
dòng nước mắt gạt hết đi lòng rối bời, để anh được thấy em luôn mỉm cười. Và hãy luôn siết chặt tay nhé, mà khó khăn cùng đương đầu, một hạnh phúc giữ gìn cho nhau. She looks so beautiful in white.
ban đầu. Cuộc sống anh khác xưa nhiều lắm. Cho rất tuyệt vời nhất trong bài thơ này cũng đã điểm. Và ngay sau đây cô đã sang cho tôi rất mong tất cả quý. Chúng ta sẽ cùng tạm nóng lại trong một phút. Và không quên dành một tràng tay thật nồng nhiệt để tiếp chúc mừng hạnh phúc chốn thể tuấn tài và sâu hồng ngọc. Xin được phép bắt đầu. Ý nghĩa để dành tặng cho tất cả vị khách quý đã có mặt trong buổi ngày hôm nay. Và thưa quý vị, những lần đầu tiên thì Jeff Minh Nghiệp xin thay mặt cho những người làm chương trình, cũng thay mặt cho hai bên gia đình cùng cô Sâu và chú Rể xin gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thưa quý vị thân mến, quý vị đã biết ngày hôm nay là ngày 9 tháng 5 năm 2024, thì hai bên gia đình nhà trai và gia đình bạn gái đã tổ chức lễ đại hôn chính thức cho chú rể Tuấn Thành và Sâu Hồng Ngọc. Và đến với ngày hôm nay, chúng tôi rất vui mừng khi được chào đón có sự hiện diện của tất cả quý quan khách, vị khách quý đã bớt chút thời gian bạn đọc, bớt chút thời gian ý nghĩa của mình trước là đến chung vui với hai bên gia đình, và sau đó là để chúc mừng hạnh phúc cho cô Sâu và chú rể. Và xin chào tất cả quý vị, đó chính là niềm vinh hạnh cho tình đồng xa của hai bên gia đình, giúp cho bầu chúng ta ngày hôm nay thực sự trở nên đông vui, ấm áp và trang trọng hơn rất nhiều. Vâng, và ngay sau đây có lẽ rằng chúng tôi sẽ không để cho tất cả quý vị chúng ta phải chờ đợi lâu hơn nữa, thì xin mời tất cả quý vị hãy cùng tạm ngưng trong giây lát để cùng xanh những trang cây thật lớn và cùng chào đón lên sân khấu chúng tôi sự hữu của những nhân vật có thể nói rằng quan trọng nhất trong buổi ngày hôm nay. Vâng, và đầu tiên thì chúng tôi sẽ chào đón lên sân khấu sự hữu đến từ phía đại diện của hai bên gia đình. Vâng, đó chính là những người cha, những người mẹ thân thương của cô Sâu và chú Rể. Vâng, và trong khoảnh khắc nơi đây thì chúng tôi rất mong tất cả quý vị chúng ta có thể dành một tràng tay thật lớn được không ạ, để cùng chào đón lên sân khấu chúng tôi diện diện đến từ hai bên gia đình. Xin chào mọi người, và như quý thể thì thấy đang đến trung tâm sân khấu chúng tôi bây giờ thì đó chính là sự hiện diện của hai bên gia đình. Và kể cả hôm nay thì gia đình của nhà trai sẽ có thêm một cô Sâu Thảo, và gia đình của nhà gái sẽ có thêm một chú Rể Hiền. Và bạn cũng sẽ chúc cho tình thông xa của hai bên gia đình ngày hôm nay sẽ bền chặt mãi mãi.
Và sau đó thưa quý vị thân mến, bạn biết rằng cha mẹ luôn là những người tuyệt vời nhất mà là tự hào khi được chứng kiến những khoảnh khắc, những giây phút quan trọng nhất trong đời của hai con. Và ngay sau đây sẽ là giây phút mà chúng tôi nghĩ rằng tất cả người chúng ta đang cùng mong đợi và chờ đợi nhất trong buổi ngày hôm nay. Xin mời quý vị hãy cùng hướng những ánh nhìn của mình về phía cổng hoa của khán phòng và không quên say búa cho cái tên lớn để cùng chào đón lên sân khấu chúng tôi. Diện diện của chú rể Tuấn Thành và cô dâu Hồng Ngọc. Để cùng chúc mừng hạnh phúc. Đều đang cảm nhận những giây phút yêu thương và hạnh phúc của giống rể trong ngày trong năm nay. Và thưa quý vị, đang có mặt trên sân khấu chúng tôi bây giờ thì đang là một hình ảnh nó sẵn vô cùng trọn vẹn, có xìa xìa của hai bên gia đình và cùng với đó là xìa xìa của hai nhân vật chính trong buổi ngày hôm nay. Một lần nữa chúng tôi xin phép cúi chào và ra mắt tới toàn thể quý vị. Đến chúng tôi chúc phúc cho bên gia đình và chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Và ngay sau đây đáp lại những tình cảm đó của tất cả quý vị thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phan Văn Quyền là thân sinh của chú rể Tuấn Thành sẽ đại diện cho bên gia đình có lời phát biểu trong buổi ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa toàn thể quý vị quan khách. Sau một thời gian tìm hiểu được sự nhất trí của hai bên gia đình và sự công nhận của chính quyền địa phương, hôm nay gia đình chúng tôi tổ chức tiệc cưới cho hai con là Tuấn Thành và Hồng Ngọc. Sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay là niềm hân hạnh đối với gia đình. Thay mặt cho hai gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà, các vị quan khách đã dành một thời gian quý báu đến dự hành hôn của hai cháu. Chúc các cô, các ông, các bà và toàn thể quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Sau đây xin kính mời các cô, các ông, các bà và toàn thể quý vị cùng nâng ly chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Xin trân trọng cảm ơn. Quý vị thân mến, vừa rồi thì tất cả quý chúng ta vừa lắng nghe những lời chia sẻ, những lời phát biểu thì nói ra rất là chân tình, rất là tâm huyết đúng không ạ? Đến từ ông Phan Văn Viên là thân sinh của chú rể Tuấn Thành đã đại diện cho bên gia đình với lời phát biểu, và bên cạnh đó đã có lời chúc rất là ý nghĩa để dành tặng cho tất cả quý khách quý đã có mặt trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị thân mến, quý vị đã biết thì ngày hôm nay là ngày rất là trọng đại và ý nghĩa đối với gia đình, và chính đó trong khoảnh khắc ý nghĩa như này thì một lần nữa chúng tôi cũng muốn được mời ông Phan Văn Viên và ông Yên Hồng Sơn cho hai bên bước lên một bước và hãy dành cho nhau một cái bắt tay để được chúc mừng cho tình cảm gia của hai bên gia đình. Vì ngày hôm nay hai nhà sẽ là một. Vâng, và quý chúng ta có thể dành tặng cho bên gia đình một trong những phần lớn được không ạ? Vâng, thưa quý vị, chúng tôi tin chắc rằng khoảnh khắc này là một trong khoảnh khắc hết sức đặc biệt và ý nghĩa trong ngày hôm nay dành tặng riêng cho thầy công gia của hai bên gia đình. Vâng, thưa quý vị thân mến, và tiếp lời thì chúng tôi cũng rất mong tất cả quý vị chúng ta hãy cùng tiếp tục cùng với chúng tôi tạm ngưng trong một ít phút nữa để ngay sau đây thì trên sân khấu chúng ta sẽ cùng đến với những khoảnh khắc, những giây phút để nói rằng quan trọng nhất trong đời của cô dâu và chú rể. Và ngày ngày đầu tiên mà chúng tôi muốn được nhắc tới đó chính là ảnh của cặp đêm cưới, một trong những khoảnh khắc hết sức quan trọng mà không bao giờ thiếu được trong bất kỳ buổi lễ thành hôn nào. Và trong những phút này đây thì chúng tôi tin chắc rằng hai nhân vật chúng ta đã rất sẵn sàng để trao cho nhau vòng đêm cưới, đúng không ạ? Cô dâu về đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ vâng, một người rất tươi. Và ngay bây giờ thì xin mời hai bạn chúng ta sẽ cùng đến đây với chân hoa bước đẹp. Vâng, và trước khi đến với khoảnh khắc ngày này đây thì chúng tôi cũng xin mời lên sân khấu một thiên nhân nhỏ hết sức đáng yêu. Dạ vâng, xin được mời con xin cùng lên sân khấu. Thưa quý vị thân mến, đây là một người cháu rất là tuyệt vời của dung rể của ngày hôm nay.
khấu để cho chú rể Tuấn Thành và Sơ Hồng Ngọc sẽ cùng trao gửi cho nhau. Và bây giờ thì xin mời hai bạn, chúng ta hãy cùng đón nhận cảm nhận cười yêu thương đi ạ. Cảm ơn con rất nhiều. Vâng, và bây giờ sẽ là khoảnh khắc mà con dâu chú rể ta hãy cùng hướng qua nhau và hãy cùng trao cho nhau cảm nhận cười yêu thương đi ạ. Xin mời. Và thưa quý vị thân mến, với mỗi cặp đám cưới là vòng tròn bảo vệ hạnh phúc lứa đôi, là kỳ vật thiêng liêng để gắn kết cuộc đời của cô dâu và chú rể. Và kể từ giây phút này đây, thưa quý vị, chú rể Tuấn Thành và Sơ Hồng Ngọc chúng ta họ đã chính thức liên duyên vợ chồng. Dạ vâng, thưa quý vị, một khoảnh khắc rất tuyệt vời và ý nghĩa trong buổi ngày hôm nay đúng không ạ? Và như vậy thì vòng nhẫn cưới đôi chúng ta họ đã cùng trao về nhau. Và đó chính là một minh chứng cho một tình yêu sắc son, ngọt ngào và chung thủy. Và ngay sau đây để tình yêu của đôi chúng ta thêm phần ngọt ngào, thêm phần ý nghĩa hơn, thì xin mời chú rể Tuấn Thành và Sơ Hồng Ngọc, hai bạn hãy vươn tay trong tay tiến tới thắp mình cưới để cùng chung tay chia ngọt, sẻ bùi, chung tay cắt chặt cưới hữu nghị ngọt ngào trong ngày, trong bạn. Sự chúc cho tình yêu của dâu rể sẽ luôn gắn kết keo sơn và luôn bù đầy mật ngọt. Dạ vâng, xin cảm ơn hai bạn rất nhiều với nghi thức các bánh cưới vừa rồi. Vâng, và tiếp theo thì xin mời đôi đôi chúng ta hãy cùng tay trong tay tiến tới tháp ly pha lê chạm mạnh hạnh phúc để cũng đắp đầy cho tình yêu và cũng khơi nguồn cho niềm vui trong cuộc sống. Xin mời. Tắm đi pha lê chạm vài ngày quốc trong ngày cưới, dường như là những dòng suối nguồn tươi trẻ đã cứ chảy mãi trong tình yêu của cô dâu và chú rể. Một tình yêu, một sống hạnh phúc vợ chồng đầy màu hồng sẽ theo đôi đưa chúng ta đến trọn đời. Vâng, và như quý thể nhìn thấy thì dường như tắm đi đã được đong đầy trong tình yêu của cô dâu và chú rể. Và khoảnh khắc giây phút này cũng là đầy kinh nghiệm sắp đón tất cả quý, hãy cùng dành những trọng tay thật lớn và thật dài nữa để cùng cầu chúc cho đôi đưa chúng ta trăm năm hạnh phúc. Dạ vâng, xin cảm ơn những trọng tay nghỉ rất nhiều và cũng xin cảm ơn cô dâu rể với những khoảnh khắc vô cùng ý nghĩa và tuyệt vời trong ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin mời hai bạn hãy cùng di chuyển về vị trí trung tâm sân khấu đi ạ. Vâng, và thưa quý vị thân mến, như chúng tôi đã chia sẻ với tất cả quý vị từ ban đầu, ngày hôm nay là ngày hết sức trọng đại đối với hai bên gia đình. Và chính thức đó là trong ngày hôm nay thì để báo đáp công ơn sinh thành và dưỡng dục đến khi bậc làm cha làm mẹ, thì cô dâu và chú rể sẽ cùng dâng lên cha mẹ đôi bên những ly rượu để báo hiếu. Và bạn trước tiên thì chúng tôi xin mời chú rể sẽ cùng dâng hai ly rượu báo hiếu đầu tiên đến phía bố mẹ của cô dâu. Xin mời. Vâng, và xin chúc mừng gia đình Hòa Nhà Gái và cũng xin thay lời chú rể sự trân trọng cảm ơn gia đình Hòa Nhà Gái đã tin tưởng, đã trao gửi những gái thân yêu của mình cho chú rể. Vâng, và tiếp theo chúng tôi cũng xin mời cô dâu và anh cũng xin hai những sự báo hiếu lên phía bố mẹ của gia đình Hòa Nhà Cha. Xin mời. Vâng, và cũng xin chúc mừng gia đình Hòa Nhà Cha và xin cảm ơn người dâu thảo gia đình. Và tất nhiên rồi, còn hai ly rượu còn lại sẽ là hai ly rượu dành tặng cho hai nhân vật chính ra cho buổi ngày hôm nay ạ. Xin mời cô dâu và chú rể. Dạ vâng, và thưa quý vị thân mến, như vậy thì những nhân vật quan trọng nhất trong buổi ngày hôm nay chúng tôi hòa đã có đầy đủ những ly rượu, những ly bia trên tay rồi. Vâng, và ngay sau đây để hòa chung niềm vui thân hạnh phúc với hai bên gia đình cùng cô dâu và chú rể, thì chúng tôi rất mong tất cả quý vị chúng ta ở dưới để bớt chút thời gian và cùng nâng cao những chiếc ly của mình lên được không ạ?
Và chúng tôi rất mong tất cả quý chúng ta ở dưới để nâng cao những chữ y mình lên nữa đất mà. Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và trong thời gian chương trình sẽ còn đổi đến tất cả quý vị, tôi sẽ tìm từ 3 đến 1. Và tất cả quý vị chúng ta sẽ gửi lời chúc tốt đẹp nhất để cùng dành tặng cho đấu thể qua 2 thì thôi. Chúc mừng quý vị nha. Vâng, 3, 2, 1, chúc mừng. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng cảm đi nha. Trên sân khấu đây xin mời hai bên tay chúng ta xin cùng cảm đi với nhau để cùng chúc mừng cho thành công sao, chúc mừng cho tình yêu của đấu thể. Xin mời. Một lần nữa chúng tôi cũng xin chúc cho tình thân gia của hai bên gia đình từ ngày hôm nay sẽ bền chặt mãi mãi và chúc cho những điều tuyệt vời nhất sẽ cùng đến với Tuấn Thành và Hồng Ngọc. Và ngay sau đây thì để nói những lời cảm ơn trân trọng nhất tới sự diện của tất cả quý quan khách đã có mặt trong mình ngày hôm nay thì xin mời đại gia đình chúng ta sẽ cùng di chuyển xuống một bàn nhỏ ngồi riêng và lời cảm ơn đến tất cả quý quan khách. Xin trân trọng kính mời. Chúc nhau thêm hạnh phúc, cho bằng một mùa
đi bên nhau đông xuân đang về tới, muôn hoa hoa cùng với đất trời, xin em đi lên chung nhau tìm hạnh phúc, cuộc đời mai thắm tươi, xin nâng ly lên chung nhau tìm sadness in your eyes. I don't wanna say goodbye to you. Love is one big illusion. I should try to forget, but there is something left in my head. You're the one who set it up. Now you're the one to make it stop. I'm the one who's feeling lost right now. Now you want me to forget every little thing you said, but there is something left in my head. The feeling so strong, we're lasting for so long. But I'm not the man your heart is missing. That's why you go away, I know. You will never satisfy. No matter how I try, now you wanna say goodbye to me. Love is one big illusion. I should try to forget, but there is something left in my head. So strong, we're lasting for so long. But I'm not the man your heart is missing. That's why you go the way I do. Yes, I do. So strong, we're lasting for so long.